ở trận tứ kết và sút lần lưu trước U23 Iraq. Chúng ta cũng là đội thực hiện lượt sút đầu tiên mà Văn Thành đã sút rất tốt, qua đó phần nào giúp chúng ta có được tâm lý tốt ở những lượt sút tiếp theo. Những cầu thủ lên sân bao giờ cũng phải chịu những áp lực. Những lần chúng ta phải đối mặt với những quả lưu hy vọng cũng sẽ lần thứ hai.